Quyển 61 thứ 3 có tầm có tứ địa, thứ 4 không tầm chỉ có tứ địa, thứ 5 không tầm không tứ địa. Phần 4. Lại nữa như Phật Thế Tôn, vì vô xuất ái mà thuyết kinh. Một thời vô xuất ái đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, có Sa môn hoặc Bà La môn đi đến chỗ tôi, bởi do lỗi lầm chân thật hiện tiền nên khuyên can tôi. Lúc bấy giờ tâm tôi chẳng sanh sầu não buồn bã ăn năn. Vì cớ sao? Vì ở nơi tự thân tôi đều chẳng thấy đây là lỗi lầm vậy. Lại có Sa môn hoặc Bà La môn đi đến tôi, bởi do công đức không chân thật hiện tiền mà lại khen ngợi khích lệ tôi. Lúc bấy giờ tâm tôi cũng chẳng sanh hoan hỷ vui mừng. Vì cớ sao? Vì ở nơi tự thân tôi đều chẳng thấy đây là công đức vậy. Các Sa môn Bà La môn kia đã trở về, tôi một mình ở nơi tịnh thất không nhàn, khởi tâm trầm tư như vậy. Làm sao tôi có thể hiểu biết các lỗi lầm chân thật và công đức chân thật của vua? Làm sao tôi biết được các việc sai lầm phải xả bỏ và các công đức phải tu tập? Có Sa môn hoặc Bà La môn nào rõ biết các lỗi lầm chân thật và công đức chân thật của vua mà năng vì tôi rộng khai thị chăng? Đã suy nghĩ rồi liền khởi nghĩ đây, duy chỉ có Đức Thế Tôn thấy tất cả, biết tất cả, quyết định sẽ biết được lỗi lầm chân thật và công đức chân thật của vua. Này, ta sẽ đi đến chỗ Phật Thế Tôn thỉnh hỏi quyết nghi nghĩa đây, duy nguyện Như Lai, vì ta khai thị. Bạch Thế Tôn, sao gọi là lỗi lầm chân thật của vua, sao gọi là công đức chân thật của vua? Nghe lời tác thỉnh này rồi, bấy giờ Thế Tôn bảo vua xuất ái rằng: Đại vương, đại vương, nay ông phải rõ biết lỗi lầm của vua, công đức của vua, môn suy tổn của vua, môn phương tiện của vua, pháp khả ái của vua, và năng dẫn phát pháp khả ái của vua. Sao gọi là lỗi lầm của vua? Đại vương nên biết lược có 10 chủng lỗi lầm của vua. Nếu vua rơi vào lỗi lầm như thế, dù có đại ngân khố, có đại quan phò tá, có đại quân chủng, nhưng chẳng được quỳ ngưỡng những gì là 10. Một, chủng tánh không tôn quý. Hai, không được tự tại. Ba, chất chứa tánh bạo ác. Bốn, nổi giận mạnh mẽ. Năm, ban ơn huệ kém ít. Sáu, nghe lời tả nịnh. Bảy, làm việc không tư duy, không thuận lễ nghi phép tắc. 8. Không đoái nghĩ thiện pháp. 9. Không biết phân biệt, quên thi ân. 10. Hành chuyển theo một hướng phóng dật. Sao gọi là chủng tánh vua không tôn quý? Như có quốc vương, hoặc tùy sanh trong nhà hạ tiện, chẳng phải sanh nơi tôn quý, hoặc tùy sanh ở vương gia, mà là con của người nữ hạ cấp, không phải là con nối dòng, hoặc con của đại thần, phụ tướng, quốc sư, quần thần. Như vậy gọi là vua thuộc dòng họ không tôn quý. Sao gọi là vua không được tự tại? Như có quốc vương bị các đại thần, phụ tướng, quốc sư, quần thần điều khiển bức chế, không tự do làm những việc muốn làm, cũng không được tùy sở thích mà ban thưởng cho quần thần. Đối với năm rượu dục, cũng chẳng như ý vui chơi. Như vậy gọi là vua không được tự tại. Sao gọi là vua chất chứa tánh bạo ác? Như có quốc vương, chỉ cần các bậc quần thần và người khác hiện hành một việc nhỏ không như ý, liền đối diện đuổi bỏ, phát sanh giận dữ, phát lời thô ác, gào thét, sân khỏe, nhảy dựng lên, giả sử không đối mặt mà xoay lưng hướng khác, cũng hành động chê bai, sỉ nhục như trước, giả sử không đối mặt, cũng không xoay lưng hướng khác, mà chuốt bỏ, mắng chửi, hành động như trước đã nói. Trong ý tích chứa sân khỏe, ôm tâm bực bội não hại, ôm tâm oán hận nhưng không trưởng thời giữ tâm sân khỏe từng tục chẳng xả, hoặc trong ý tích chứa sân khỏe ôm tâm bực bội não hại, ôm tâm oán hận cũng trưởng thời ôm lòng từng tục chẳng xả, do tướng đối diện bạo ác, xoay lưng bạo ác, phiền giận bạo ác thời gian ngắn, bạo ác dài lâu, cho nên gọi là vua chất chứa tánh bạo ác. Đại vương nên biết bạo ác dài lâu thì thành đại tội, còn lại thì chẳng phải. Sao gọi là vua nổi giận mạnh mẽ? Như có quốc vương đối với các quần thần phạm ít tội lỗi sai sót, phạm ít lỗi trái vượt, tức liền tước bỏ chức tước, lương bổng, tịch thu thầy thiếp, hay dùng hình phạt nặng, như vậy gọi là vua nổi giận mạnh mẽ. Sao gọi là vua ban ân huệ kém ít? Như có quốc vương đối với các quần thần phụng trầu hầu hạ bảo vệ, tuy lòng thật sự khen ngợi mà chỉ ban ít lời khích lệ sơ sài, ban ân huệ trước tước đáp đền thành tích chỉ bình thường, không sung mãn, không xứng thuận với phép tắc thường, hoặc tuyên dương rồi, hoặc tra cứu rồi, hoặc ghi chép rồi, nhưng mãi về sau mới ban thưởng. Như vậy gọi là vua ban ân huệ kém ít.
sao gọi là vua Nga đòi tả nịnh, như có quốc vương sử dụng các quần thần không thông hiểu sâu xa, hoặc nếu có thông hiểu sâu xa thì ngạo mạn tham lam, kết bè đảng gây hỗn loạn, không làm những việc tránh thiện, ôm lòng mưu tính phát động phản loạn, không pháp lệnh nào có thể ngăn cấm. Nhà vua Tin Dùng nghe theo lời can gián, bàn luận của bọn người như vậy. Do nhân duyên đây, từ tài bảo cho đến việc nước, quân cơ đều bị suy tổn. Như vậy gọi là vua nghe lời tả nịnh. Sao gọi là vua làm việc không tư duy, không thuận lễ nghi phép tắc? Như có quốc vương không thể nghiên cứu quan sát, không thể nghiên cứu quan sát sâu xa, không thể tư trạch, không thể tư trạch sâu xa. Đối với những việc cơ mật, bọn quần thần chẳng thể gánh vác mà lại ủy nhiệm. Người có thể gánh vác mà chẳng ủy nhiệm, người đáng giao việc quân cơ mà chẳng giao, người không đáng giao lại giao, người đáng ban thưởng lại dùng hình phạt, người đáng dùng hình phạt mà lại ban thưởng, lại không khéo ra giáo lệnh sắp xếp quần thần thuận theo lễ nghi phép tắc trước vua. Do đây, khi vua thiết triều hội họp quần thần luận nói chưa xong, mà bọn chúng phát lời cắt ngang, không kính nể, không kiêng sợ, lại hưng thạnh đấu tranh ly gián, không phụng hành như điều chỉ giáo, không tránh an trụ giáo lệnh vua ban. Như vậy gọi là vua làm việc không tư duy, không thuận lễ nghi phép tắc. Sao gọi là vua không đoái nghĩ thiện pháp? Như có quốc vương không tin có đời khác, cũng chẳng thông hiểu việc đây. Do không tin không thông hiểu đời khác, nên đối với nghiệp thiện bất thiện, quả ái phi ái ở đời vị lai cũng chẳng thể tin hiểu. Do không tin hiểu nên không biết tám quý, ba nghiệp thân khẩu ý, mặc tình theo đuổi ác hạnh, không thể thời thời bố thí, thọ học trai giới, tu phước tuệ. Như vậy gọi là vua không đoái nghĩ thiện pháp. Sao gọi là vua không biết phân biệt, quên thi ân? Như có quốc vương đối với các đại thần, phụ tướng, quốc sư, quần thần, mà tâm điên đảo không khéo phân biệt rõ biết đâu là trung tín, tài năng, trí huệ. Do không biết nên đối với người sở hành không trung tín mà tưởng trung tín, đối với người trung tín tưởng chẳng phải trung tín, đối với người không có tài năng mà khởi tưởng cho là tài năng, người có tài năng tưởng không tài năng, đối với người ác huệ mà khởi tưởng cho là thiện huệ, người thiện huệ khởi tưởng cho là ác huệ. Do vua kia tâm điên đảo như vậy, tin kính trọng ái dưỡng các quần thần ác huệ, không trung tín, không có tài năng, sanh lòng khinh tiện, qua mặt với các quần thần trung tín, tài năng, thiện huệ. Lại đối với các bậc quần thần, kể lão đã suy yếu, đêm dài đã từ phụng hầu bên vua, vua biết những vị kia không còn thế, không còn sức, không đủ mạnh, nên quay lưng không kính quý, cũng chẳng thi ân để đáp. Giả sử các vị ấy bị xúc phạm khinh miệt, vua liền bỏ qua chẳng thăm hỏi, như vậy gọi là vua không biết phân biệt, làm việc vong ân. Sao gọi là vua hành chuyển theo một hướng phóng dật? Như có quốc vương đối với năm rượu dục, chỉ một hướng say mê chìm đắm du hí, thọ hành ái lạc, không thể thời thời phương tiện khuyến khích các quần thần làm việc lợi ích. Như vậy gọi là vua hành chuyển theo một hướng phóng dật. Nếu có quốc vương hội tụ đầy đủ 10 chủng lỗi lầm như vậy, thì có đại ngân khố, có đại quan phó tá, có đại quân chủng mà chẳng được quý ngưỡng. Đại vương nên biết 10 chủng lỗi lầm đây. Một chủng ban đầu là lỗi lầm chủng tánh của vua, 9 chủng còn lại là lỗi lầm tự tánh của vua. Sao gọi là công đức của vua? Đại vương nên biết công đức của vua lược có 10 chủng. Nếu vua thành tựu công đức như vậy, tuy không có đại ngân khố, không có đại quan phò tá, không có đại quân chủng mà được quy ngưỡng, những gì là 10? 1. Chủng họ tôn quý. 2. Được đại tự tại. 3. Tánh không bạo ác. 4. Phát sanh giận dữ nhẹ. 5. Ban ân huệ đúng mực. 6. Nghe lời chánh trực. 7. Làm việc tư duy cân nhắc, khéo thuận lễ nghi phép tắc. 8. Nhớ nghĩ thiện pháp. 9. Khéo biết phân biệt, biết thi ân. 10. Không mặc tình phóng túng, không hành phóng dật. Sao gọi là vua thuộc chủng họ tôn quý? Như có quốc vương sanh ở vương gia, đời trước tôn quý, là con nối dòng. Như vậy gọi là vua thuộc dòng họ tôn quý. Sao gọi là vua được tự tại? Như có quốc vương tự do làm những việc tránh đáng, quyến phát quần thần, đối với năm rượu dục được tự tại vui chơi, đối với các quan đại thần, phụ tướng, quốc sư, quần thần, phàm có giáo lệnh thì tuyên bố không e sợ. Như vậy gọi là vua được đại tự tại. Sao gọi là vua tánh không bạo ác? Như có quốc vương đối với các quần thần làm những việc chẳng như ý tăng thượng, thể tánh năng khoan dung nhẫn nại, không hiện tướng đuổi bỏ, không phát lời thô ác, cho đến cũng không phát khởi, đùng đùng nổi giận,
cũng không xoay lưng mà hành động như trước đã thuyết. Trong ý cũng chẳng chất chứa giận dữ yểm tàng, cũng không đêm dài tầm oán hận tùng tục chẳng xả, không hiện tướng bạo ác, không xoay lưng bạo ác, không ẩn chứa bạo ác, không bạo ác lâu dài. Như vậy gọi là vua tánh chẳng bạo ác. Sao gọi là vua phát sanh giận dữ nhẹ? Như có quốc vương biết được các quần thần có tội lỗi lớn, có trái vượt lớn, mà không ra lệnh tước đoạt bổng lộc, tịch thu thê thiếp, cũng không dùng sự phạt nặng, nếu tội quá nặng mới dùng hình phạt phế truất, như vậy gọi là vua phát sanh giận dữ nhẹ. Sao gọi là vua ban ân huệ đúng mực? Như có quốc vương đối với đại thần chánh trực hiện tiền phụng hầu phò vua với tâm thành tịnh, tâm điều thuận, thì đều dùng lời nói khích lệ mềm mỏng hoan hỷ, tránh trực đầy đủ tùy theo công trạng lớn nhỏ mà tán thán ban thưởng đầy đủ bổng lộc chức tước, trong trì hoãn khiến họ mệt mỏi oán trách, đánh vua dễ phụng sự hầu hạ không khó thừa sự, như vậy gọi là vua ban ân huệ đúng mực. Sao gọi là vua nghe lời tránh trực? Như có quốc vương nghe thọ tin dùng, cho đến cùng bàn luận việc cơ mật đối với các quần thần có hiểu biết chân chánh sâu xa, tùy thông huệ mà không kiêu mạn, không phe đảng, không thiện hướng hưởng nhàn, không trái phản, vui làm thiện pháp, có tâm chất trực. Do nhân duyên đầy, ngân khổ, việc nước, quân cơ, danh xưng thiện pháp thể đều tăng trưởng. Như vậy gọi là vua nghe lời chánh trực. Sao gọi là vua làm việc tư duy cân nhắc, khéo thuận lễ nghi phép tắc? Như có quốc vương tánh năng nghiên cứu quan sát, năng nghiên cứu quan sát sâu xa, tánh năng từ trạch sâu xa. Đối với công việc cơ mật, các quần thần không thể gánh vác thì không ủy nhiệm, người năng gánh vác thì ủy nhiệm, người không thể gánh vác công việc thì chẳng bắt buộc giao phó, người năng khảm nhiệm thì giao phó, người đáng ban thưởng thì ban thưởng đúng lúc, người đáng dùng hình phạt thì dùng hình phạt đúng lúc. Phàm có làm việc gì thì tư duy chọn lựa cân nhắc rồi mới làm, không nóng vội, lại năng khéo ăn đặt quần thần đúng theo lễ nghi phép tắc trước vua. Do đây quần thần tuy có tụ tập yến hội cũng chọn không dám phát lời chia rẽ, luận bàn việc khác, cần thiết mới phát lời, hành động cung kính tôn trọng mà khuyên can, khéo phụng hành chân chánh an trụ giáo lệnh vua bàn. Như vậy gọi là vua làm việc tư duy cân nhắc, khéo thuận lễ nghi phép tắc. Sao gọi là vua nhớ nghĩ thiện pháp? Như có quốc vương do tiền hiểu có đời khác nên năng khéo tiền hiểu nghiệp tịnh bất tịnh, cùng quả ái phi ái ở đời tương lai. Do khéo tín hiểu nên đầy đủ tám quý, thân ngữ ý không mặc tình hành theo ba chủng ác hạnh, thời thái tư trạch tu phước bố thí thọ trai học giới, như vậy gọi là vua nhớ nghĩ thiện pháp. Do gọi là vua khéo phân biệt, khéo biết thi ân, như có quốc vương đối với các đại thần phụ tướng quốc sư quần thần, tầm không điên đảo, năng khéo rõ biết đâu là người trung tín, tài năng trí huệ. Như thật biết khắp quần thần, hoặc có hoặc không trung tín tài năng trí huệ. Đối với người không có tài năng thì không khinh mà xa lánh, đối với người có tài năng thì kính quý, chân chánh nhất thọ. Đối với các đại thần kỳ lão suy yếu, đêm dài đã từng phụng hầu bên vua, vua tuy biết các vị ấy không còn thế, không còn lực, không đủ mạnh, nhưng nhớ ân xưa nên kính quý, không thay lòng khinh tiện, ban thưởng chức tước bổng lộc tùy theo công trạng lớn nhỏ. Như vậy gọi là vua khéo biết phân biệt, biết thi ân. Sao gọi là vua không mặc tình phóng túng, chẳng hành phóng dật? Như có quốc vương đối với năm rượu dục không chuyển theo thọ dụng, không say mê chìm đắm du hí, thọ hành ái lạc, mọi lúc đều dùng phương tiện khuyến phát quần thần, như vậy gọi là vua không mặc tình phóng túng, hành theo phóng dật. Nếu vua thành tựu công đức như vậy, thì không có đại ngân khố, không có đại quan phó tá, không có đại quân chủng mà được quý ngưỡng. Đại vương nên biết, 10 chủng công đức của vua như vậy, một chủng đầu gọi là công đức chủng tánh, 9 chủng còn lại gọi là công đức tự tánh. Sao gọi là môn suy tổn của vua? Đại vương nên biết, được có 5 chủng môn suy tổn của vua. 1. Không khéo quan sát thâu nhiếp quần thần. 2. Tùy khéo quan sát thâu nhiếp quần thần mà vô ân, có diệu hành rộng rãi phi thời. 3. Chuyên hành phóng dật không nghĩ đến việc nước. 4. Chuyên hành phóng dật không thủ hộ ngân khố. 5. Chuyên hành phóng dật không tu pháp hạnh. 5 chủng như vậy đều gọi là môn suy tổn của vua. Sao gọi là vua không khéo quan sát thâu nhiếp quần thần? Như có quốc vương đối với quần thần không thể nghiên cứu quan sát, không thể nghiên cứu quan sát sâu, không thể tư trạch, không thể tư trạch sâu, loại người đó là trung tín, tài năng hay trí huệ,
mà lại thâu nhiếp làm người hầu cận, thêm sủng ái ban chức tước bổng lộc hậu hỷ. Đối với việc tối cơ mật mà ủy nhiệm trông coi, dùng lời nhu nhuyến khích lệ. Lại quần thần đây, khi được giao nhiều tài bảo tức liền lãng phí khiến bị hao tổn. Nếu gặp oán địch giặc ác quần trận, kẻ kia trước tán lạ khiếp sợ thối lui, chỉ chờ dịp tẩu thoát không ngần ngại né tránh giả dối tạo phản, khiến vua thất trận kẻ địch giành phần thắng. Như vậy gọi là vua không khéo quan sát thâu nhiếp quần thần. Sao gọi là vua tuy khéo quan sát thâu nhiếp quần thần mà vô ân có diệu hành rộng rãi phi thời? Như có quốc vương tùy đối với quần thần tánh năng quan sát, năng quan sát sâu, tánh năng tư trạch sâu, loại người đó là trung tín, tài năng hay trí huệ, sau mới thấu nhiếp làm người hầu cận. Nhưng vua không biết sủng ái, không biết trọng thưởng bổng lộc, đối với việc cơ mật cũng không ủy nhiệm, không dùng lời nhu nhuyến, hiện tướng khích lệ. Khi vua gặp nạn oán địch, bạn ác quân trận cho đến việc kinh hãi, khó bảo toàn mạng sống, bây giờ vua mới hành sủng ái, nói rộng cho đến dùng lời nhu nhuyến khích lệ đối với quần thần. Lúc ấy quần thần cùng các tướng bảo rằng hiện nay do nhân duyên vua bị nguy bách nên mới tạm hành diệu hạnh đối với chúng ta, chẳng phải tâm lâu dài. Biết việc đây rồi, tuy quần thần kia thuộc loại trung tín, tài năng trí huệ mà không ra mặt. Như vậy gọi là vua tuy khéo quan sát để nhiếp quần thần mà vô ân, có diệu hành rộng rãi phi thời. Sao gọi là vua chuyên hành phóng dật, không nghĩ đến việc nước? Như có quốc vương đối với việc nước nên hòa hảo để thành tựu nghĩa lợi lớn, mà lại không một mình ở chốn vắng lặng hay cùng các bậc có trí chân chánh tư duy quan sát suy lượng phương tiện hòa hảo phù hợp. Như vậy đối với việc nước không nên bàng giao để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên huệ thí để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên thiết lập quần trận để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên tập trung sức mạnh của các nước láng giềng để thành tựu nghĩa lợi lớn, mà lại không một mình ở chốn vắng lặng hoặc cùng các bậc có trí chân chánh tư duy quan sát suy lượng phương tiện bang giao cho đến phương tiện tập trung sức mạnh của các nước bạn. Đây gọi là vua chuyên hành phóng dật, không nghĩ đến việc lớn. Sao gọi là vua chuyên hành phóng dật, không thủ hộ ngân khố? Như có quốc vương ít cai quản sự nghiệp hoặc cai quản sự nghiệp vụng về, không quan sát sự nghiệp, không thâu nhiếp sự nhịn nghiệp, không canh giữ cửa vua, không canh giữ cửa cung, không giữ gìn ngân khố. Đối với những trò vui chơi giải trí hát sướng, diễn tuồng, nghĩa nhạc, cờ bạc, hoặc vượt quá bình thường, hoặc chìm đắm say mê, không biết lượng khiến tài bảo bị hao tổn. Như vậy gọi là vua chuyên hành phóng dật, không thủ hộ ngân khố. Sao gọi là vua chuyên hành phóng dật, không tu pháp hạnh? Như có quốc vương rõ biết chỉ có các bậc sa môn hoặc bà la môn sở hữu tánh nhu hòa, thuần chất, thông tuệ, biện tài, thông tưởng lý giải thoát, lạc vô hại, pháp vô hại. Nhưng vua không thường đến lễ kính thỉnh hỏi việc làm này là thiện hay là bất thiện, việc làm kia gì là có tội, gì là không tội, làm những nghiệp gì đang dẫn đến an vui tốt lành, xa lìa các ác. Giả sử vua được nghe rồi, cũng không nỗ lực như điều đã nghe mà tu hành, không thể thời thời huệ thí, thọ trai, học giới, tu phước. Như vậy gọi là vua chuyên hành phóng dật, không tu pháp hạnh. Nếu có quốc vương rơi vào năm môn suy tổn như vậy, đại vương nên biết vua đầy thối mất nghĩa, lợi hiện pháp, hậu pháp. Bốn môn trước khiến mất lợi ở hiện pháp, môn sau cùng khiến mất lợi ở hậu pháp. Sao gọi là môn phương tiện của vua? Đại vương nên biết được có năm chủng môn phương tiện của vua. Những gì là năm? Một, khéo quan sát nhiếp thọ quần thần. Hai, khéo dùng diệu hạnh thi ân đúng thời. Ba, truyền lòng nhớ nghĩ việc nước không phóng dật. Bốn, khéo thủ hộ ngân khố không phóng dật. Năm, truyền tu pháp hạnh không phóng dật. Sao gọi là vua năng khéo quan sát nhiếp thọ quần thần? Như có quốc vương đối với quần thần, tánh năng nghiên cứu quan sát, năng nghiên cứu quan sát sâu, tánh năng tư trạch sâu. Loại người đây là trung tín, tài năng trí huệ, sau mới nhiếp làm người hầu cận. Như vậy gọi là vua năng khéo quan sát nhiếp thọ quần thần. Sao gọi là vua khéo dùng diệu hành thi ân đúng thời? Như có quốc vương đối với các quần thần, đã khéo quan sát rồi thâu nhiếp làm người hầu cận, lại thêm sủng ái tùy theo công trạng lớn nhỏ mà ban thưởng chức tước bổng lộc, ủy nhiệm công việc tối cơ mật, luôn dùng tài nhu nhuyễn hiện tướng khích lệ. Khi vua gặp nạn oán địch, bạn ác quân trận, gặp việc gây kinh sợ khó bảo toàn mạng sống, quần thần
liền tận kiệt tài năng và trí huệ mà biểu hiện lòng trung tín. Như vậy gọi là vua năng khéo dùng diệu hành thi ân đúng thời. Sao gọi là vua chuyên lòng nhớ nghĩ việc nước không phóng dật? Như có quốc vương đối với việc nước nên hòa hảo để thành tựu nghĩa lợi lớn, thường một mình ở chốn vắng lặng hay cùng các bậc có trí chân chánh tư duy quan sát suy lượng phương tiện hòa hảo phù hợp. Như vậy đối với việc nước không nên bang sao để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên huệ thí để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên thiết lập quân trận để thành tựu nghĩa lợi lớn, đối với việc nước nên tập trung sức mạnh của các nước láng giềng để thành tựu nghĩa lợi lớn, thường một mình ở chốn vắng lặng cùng các bậc có trí chân chánh tư duy quan sát suy lượng phương tiện bang giao cho đến phương tiện tập trung sức mạnh của các nước bạn. Như vậy gọi là vua chuyên lòng nhớ nghĩ việc nước không phóng dật. Sao gọi là vua khéo thủ hộ ngân khố không phóng dật? Như có quốc vương rộng cai quản sự nghiệp nhạy bén, khéo thấu nhiếp sự nghiệp, khéo quán xuyến sự nghiệp, khéo canh giữ cửa vua, khéo canh giữ cửa cung, khéo giữ gìn ngân khố. Lại đối với cờ bạc kỹ nhạc, diễn tuồng, những trò vui chơi giải trí, không dùng quá lượng khiến hao tổn lãng phí tài bảo, cũng không quá chìm đắm vui thích. Như vậy gọi là vua khéo giữ gìn ngân khố không phóng dật. Sao gọi là vua chuyên tu pháp hạnh không phóng dật? Như có quốc vương rõ biết chỉ có những bậc sa môn bà la môn sở hữu tánh nhu hòa thần chất, thông huệ biện tài, thông tưởng lý giải thoát, là vô hại pháp vô hại, vua nàng đến lễ kính thỉnh hỏi việc làm này là thiện hay là bất thiện, việc làm kia gì là có tội gì là không tội, thường làm những nghiệp gì dẫn đến an vui tốt lành, xa lìa các ác. Được nghe dạy rồi, vua khéo tác ý, tinh cần như lời dạy mà tu hành, mọi thời đều năng tu phước huệ thí thọ trai học giới. Như vậy gọi là vua chuyên tu pháp hạnh không phóng dật. Nếu có quốc vương thành tựu năm môn phương tiện như vậy, nên biết vua đây không mất nghĩa lợi hiện pháp hậu pháp, bốn môn trước khiến không mất nghĩa lợi hiện pháp, môn sau cùng khiến không mất nghĩa lợi hậu pháp. Sao gọi là pháp khả ái của vua? Đại vương nên biết được có năm pháp khả ái, khả lạc, khả hân, khả ý của vua. Những gì là năm? Một, được người đời kính quý. Hai, tự tại tăng thượng. Ba, năng hàng phục oán địch. Bốn, khéo nhiếp dưỡng thân. Năm, năng đến các đường thiện. Năm chủng như vậy là pháp khả ái, khả lạc, khả hân, khả ý của vua. Sao gọi là năng dẫn pháp, pháp khả ái của vua? Đại vương nên biết được có năm chủng năng dẫn pháp, pháp khả ái của vua. Những gì là năm? Một, ân dưỡng thế gian. Hai, đầy đủ anh dũng. Ba, khéo dùng quyền phương tiện. Bốn, chân tránh thọ dụng cảnh giới. Năm, siêng tu tập tránh hạnh. Sao gọi là vua ân dưỡng thế gian? Như có quốc vương bản tánh trì túc, cẩn trọng đối với tài bảo, không khinh suất, không tà tham trước, đúng lý mà tích tập tài bảo, không mưu tính rộng cầu. Lại có quốc vương tánh không tham lam kéo lẫn, thành tựu pháp bạch thanh tịnh không tham, đem tài sản kho báu của mình tùy lực tùy khả năng cấp thí cho tất cả người bần cùng cô quả lỡ đường. Lại có quốc vương nhu hòa nhẫn nhục, dùng lời nói nhu nhuyến, ban chiếu lệnh dạy dẫn dân trong nước, tùy công trạng lớn nhỏ mà ban thưởng chức tước bổng lộc, chọn không sai khiến quần thần gây tạo nghiệp ác nghiệp nặng. Nếu quần thần phạm tội có thể tha thứ, tức liền rộng lượng tha thứ. Nếu phạm tội nặng thật chẳng thể tha thứ, thì đúng lượng đúng lúc như lý trị phạt. Như vậy gọi là vua dùng chánh pháp giáo hóa ân dưỡng thế gian. Do vua thọ hành pháp ân dưỡng thế gian như vậy nên cảm được sự quý kính của thế gian. Sao gọi là vua đầy đủ anh dũng? Như có quốc vương võ lược phiền mãn, kế sách không chậm chạp, kẻ chưa hàng phục thì hàng phục, kẻ đã hàng phục thì nhiếp hộ, rộng cai quản sự nghiệp cho đến chẳng đam mê cờ bạc như trước đã nói. Lại khéo quan sát những việc nên làm không nên làm, người đáng dùng hình phạt thì trị phạt, người nên nhiếp dưỡng thì nhiếp dưỡng. Như vậy gọi là vua đầy đủ anh dũng. Do vua thọ hành đầy đủ pháp anh dũng như vậy nên cảm được tự tại tăng thượng. Sao gọi là vua khéo dùng quyền phương tiện? Như có quốc vương đối với việc nước nên hòa hảo để thành tựu nghĩa lợi lớn, thì năng tránh rõ biết phương tiện hòa hảo cho đến phương tiện tập trung sức mạnh của các nước một cách thích hợp. Như vậy gọi là vua khéo dùng quyền phương tiện. Do vua thọ hành pháp khéo dùng quyền phương tiện như vậy nên hành hàng phục các oán địch. Sao gọi là vua chân tránh thọ dụng cảnh giới? Như có quốc vương khéo năng thọ dụng tăng giảm ngân khố đúng lượng,
sử dụng cân bằng, không phung phí, không kéo lẫn, thọ dụng tịnh sạch chân chánh, thọ dụng các thứ tạp vật khác, thọ dụng thắng diệu, thọ dụng đúng thời hợp lẽ, thọ dụng cùng các quần thần quyến thuộc, ở nơi tốt đẹp mà thọ dụng, tấu các kỹ nhạc mà thọ dụng, không mắc sai lầm mà thọ dụng. Không có sai lầm tức là lúc bệnh quấy nhiễu, cần ăn thức ăn thích hợp, không ăn thức ăn không hợp. Khi đã hồi phục đủ sức tiêu hóa mới ăn, hoặc chưa, hoặc ăn chưa tiêu hoặc ăn vì lợi dưỡng đều chẳng nên ăn. Nên cùng ăn với người đang có mặt lúc ấy, không được riêng ăn thượng vị tình diệu, rồi đuổi người đi chỗ khác. Như vậy gọi là vua chân chánh thọ dụng cảnh giới. Như vua thọ hành pháp chân chánh thọ dụng cảnh giới như vậy, nên đang khéo léo nhiếp dưỡng tự thân. Sao gọi là vua siêng tu tập pháp hạnh? Như có quốc vương đầy đủ tịnh tín, tịnh giới, tịnh văn, tịnh xả, tịnh huệ. Vua đầy đủ tịnh tín, như tiền hiểu có đời khác, tiền hiểu nghiệp tịnh, bất tịnh và quả ái phi ái dị thục ở đường lai. Như vậy gọi là vua đầy đủ tịnh tín. Vua đầy đủ tịnh giới, như xà lìa sát sanh, chẳng cho mà lấy, tà hạnh dâm dục, vọng ngữ, uống rượu, những việc phóng dật. Như vậy gọi là vua đầy đủ tịnh giới. Vua đầy đủ tịnh văn, như đối với nghĩa hiện pháp, đối với nghĩa hậu pháp, đối với nghĩa hiện pháp hậu pháp và nhiều pháp môn vi diệu, khéo lắng nghe, khéo thọ học, tập tục thông lợi, ý chuyển nghiên cứu, khéo thấy, khéo thông đạt. Như vậy gọi là vua đầy đủ tịnh văn. Vua đầy đủ tịnh xả, như tùy ở nơi có nhiều người keo kiệt cấu uế trói buộc mà tâm thường thanh tịnh, xa lìa cấu keo tham. Ở từ già thường hành hạnh xả ly, duỗi tay vui thí rộng khắp, lập đàn trai giới phước huệ xả viên mãn, thường vui bố thí bình đẳng. Như vậy gọi là vua đầy đủ tịnh xả. Vua đầy đủ tịnh huệ, như thật rõ biết pháp thiện bất thiện, có tội không tội, nên tu tập không nên tu tập, hắc bạch thắng diệu thấp hèn, phân biệt rộng pháp duyên say. Cũng như thật biết nếu mặc tình thất niệm, mặc tình phóng dật, sẽ dành các ác tham dục, sân khỏe, phẫn hận, phú não, khàn tật huyễn, cuống, xiểm khúc, không tàm không quý, ác dục ác kiến. Giả sử các ác kia phát khởi, tâm liền nhận biết, không giữ kiên cố. Đây gọi là vua đầy đủ tịnh huệ. Như vậy gọi là vua siêng tu pháp hạnh. Do vua thọ hành pháp hạnh đây, nên năng đến các nẻo thiện. Năm chủng như vậy, năng dẫn phát pháp khả ái của vua, năng dẫn phát lợi ích cho vua ở hiện pháp và ở hậu pháp. Bốn chủng đầu năng dẫn lợi ích cho vua ở hiện pháp, một chủng sau năng dẫn lợi ích cho vua ở hậu pháp. Đại phương nên biết ta đã được nói lỗi lầm của vua, công đức của vua, môn suy tổn của vua, môn phương tiện của vua, pháp khả ái của vua và năng dẫn phát pháp khả ái của vua. Đại phương cần phải tu học, đối với lỗi lầm của vua cần phải xa lìa, đối với công đức của vua phải nên tu tập, đối với môn suy tổn của vua phải nên xa lìa, đối với môn phương tiện của vua phải nên tu học, đối với pháp khả ái của vua phải nên nghĩ tưởng vui thích, đối với năng dẫn phát pháp khả ái của vua phải nên thọ hành. Đại vương, nếu năng tu học như vậy sẽ thành tựu tất cả lợi ích an lạc. Lại nữa, nay thuyết sanh khổ cho đến được thuyết năm thủ uẩn khổ. Sao gọi là sanh khổ? Nên biết khổ đây do năm chủng tướng: một, do các thứ khổ tùy đuổi theo; hai, do thô trọng tùy đuổi theo; ba, do các thứ khổ nương gá; bốn, do phiền não nương gá; năm, do pháp bê biệt không thuận theo ý muốn. Do các thứ khổ đuổi theo nên khổ, hoặc sanh ở địa ngục và trong đường ngạ quỷ, một hướng khổ, hoặc lúc sanh ra từ thai sanh, đoán sanh, bị sự đuổi theo của trùng trùng yêu khổ, cho nên gọi là các thứ khổ đuổi theo nên khổ. Do thô trọng đuổi theo nên khổ, các hành của ba cõi bị sự đuổi theo của phiền não phẩm thô trọng, tánh không điều nhu, không tự tại chuyển. Do đây sanh phải các hành hữu tình chuyển chuyển trong ba cõi, cho nên gọi là do thô trọng đuổi theo nên khổ. Do các khổ nương gá nên khổ, vì sự nương gá của các thứ khổ sai biệt như suy lão, cho nên gọi là do các khổ nương gá nên khổ. Do phiền não nương gá nên khổ, lúc đã thọ sanh ở nơi cảnh ái phát khởi ái, nơi cảnh sân phát khởi sân, nơi cảnh si phát khởi si. Do nhân duyên đầy, không an trụ tịch tĩnh, thân tâm hồn muội chẳng được an ổn, cho nên gọi là do phiền não nương gá nên khổ. Do pháp ly biệt không thuận theo ý muốn nên khổ. Các hữu tình sanh ra rồi sẽ chết, có sanh ắt có tử, sở hữu thọ mạng, tử là bờ mé, tử là cuối cùng. Hết thảy việc như vậy là điều chẳng đáng ưa thích. Do nhân duyên đầy,
Chỉ thọ có thứ khổ nên lấy pháp ly biệt không thuận theo ý muốn biết sanh là khổ. Sao gọi là lão khổ nên biết cũng có năm tướng, tức là năm xứ bị suy thoái nên khổ. Một, sắc đẹp, sức khỏe bị suy thoái. Hai, khí lực bị suy thoái. Ba, các căn bị suy thoái. Bốn, cảnh giới thọ dụng bị suy thoái. Năm, thọ mạng bị suy thoái. Sao gọi là bệnh khổ? Bệnh khổ cũng do năm tướng. Một, thần tướng biến hoại. Hai, trụ nhiều yêu khổ, tăng thêm yêu khổ. Ba, đối với cảnh vừa ý không được vui thọ dụng. Bốn, đối với cảnh không vừa ý chẳng phải việc ưa thích mà lại thọ dụng mạnh mẽ. Năm, năng khiến mạng căn chóng hoại. Sao gọi là tử khổ? Khổ đây cũng do năm tướng. Một, vì tài bảo hưng thạnh thật đáng yêu thích mà phải xa lìa. Hai, vì bạn bè thật đáng yêu thích mà phải xa lìa. Ba, vì quyến thuộc thật đáng yêu thích mà phải xa lìa. Bốn, vì thân mình thật đáng yêu thích mà phải xa lìa. Năm, vì lúc mạng chung phải thọ trùng trùng yêu khổ rất nặng. Sao gọi là ghét mà gặp nhau khổ? Khổ đây cũng do năm tướng. Một, vì cùng kia gặp nhau sanh yêu khổ. Hai, vì sợ bị trị phạt. Ba, vì sợ tiếng ác. Bốn, vì sợ hãi mạng chung nên khổ. Năm, vì trái vượt chánh pháp, khiếp sợ đường ác. Sao gọi là thương nhau xa lìa khổ? Khổ đây cũng do năm tướng. Một, vì kia không gặp nhau nên sanh sở não. Hai, vì nhân duyên đây sanh oán thán. Ba, vì nhân duyên đây thần yêu não. Bốn, vì nghĩ đến hình dáng của kia, nhớ nghĩ ưa thích là nhân duyên khiến ý nhiệt não. Năm, vì sự thọ dụng bị thiếu thốn. Như ái biệt ly khổ thì cầu không được khổ nên biết cũng vậy. Sao gọi là năm thủ uẩn khổ? Khổ đây cũng do năm tướng. Một, vì khí sanh khổ. Hai, vì khí nương sanh khổ. Ba, vì khí khổ khổ. Bốn, vì khí hoại khổ. Năm, vì tánh hành khổ. Lại nữa, nương hành sai biệt mà kiến lập ba loại người bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Không hành tự lợi, không hành lợi tha gọi là bậc hạ. Hành tự lợi không hành lợi tha, hành lợi tha không hành tự lợi gọi là bậc trung. Hành tự lợi cũng hành lợi tha gọi là bậc thượng. Lại có bốn chủng Bồ Đạt Giả là: một, có hành ác chẳng phải vui ác. Hai, có vui ác chẳng phải hành ác. Ba, có hành ác cũng lại vui ác. Bốn, chẳng hành ác cũng chẳng vui ác. Hoặc có người tin hiểu làm ác, năng cảm quả báo phi ái ở đường lai, nhưng do thất niệm hoặc do phóng dật hoặc do gần bạn ác nên tạo tác ác hạnh. Đây gọi là hành ác chẳng phải vui ác thuộc bậc hạ. Hoặc có người đời trước đã thường xuyên tập quen làm ác, cảm thấy vui thích đối với việc ác, bị vui muốn ác dẫn dắt. Do kia được gần gũi thiện tri thức, nghe chánh pháp như lý tác ý làm chỗ nương, biết các ác hạnh năng cảm quả báo phi ái ở tương lai, nên tự khuyến phát tinh cần xa lìa các ác. Đây gọi là vui ác chẳng phải hành ác. Hoặc có người tánh vui với việc ác không tự xa lìa, gọi là hành ác cũng lại vui ác, đây thuộc bậc trùng. Hoặc có người tánh không vui với việc ác cũng năng xa lìa, cũng gọi là chẳng hành ác cũng chẳng vui ác, đây thuộc bậc thượng. Lại có ba loại người: một, trọng ái dục gọi là bậc hạ. Hai, trọng công việc gọi là bậc trung. Ba, trọng chánh pháp gọi là bậc thượng. Lại có ba chủng Bồ Đạt Giả là: một, lấy việc xấu làm việc mình gọi là bậc hạ. Hai, lấy việc mình làm việc mình gọi là bậc trung. Ba, lấy việc người làm việc mình gọi là bậc thượng. Hoặc hành ác hạnh để sinh sống gọi là lấy việc xấu làm việc mình, hoặc sợ ác hạnh tu hành thiện hạnh gọi là lấy việc mình làm việc mình. Hoặc chư Bồ Tát gọi là lấy việc người làm việc mình. Lại có các quốc vương có ba viên mãn: một, quả báo viên mãn. Hai, sĩ dụng viên mãn. Ba, công đức viên mãn. Hoặc các quốc vương sanh nơi vương gia phú quý, trưởng thọ ít bệnh, có dòng tộc lớn, thành tựu tuệ thông lợi, đây gọi là vua có quả báo viên mãn. Hoặc các quốc vương dụng phương tiện thống nhất giữ gìn, khéo dùng uy lực làm phương tiện, thành tựu anh dũng viên mãn, đây gọi là vua có sĩ dụng viên mãn. Và các quốc vương hộ trì giữ gìn chánh pháp gọi là pháp vương, an trụ chánh pháp gọi là đại vương. Hoặc trong cung có những vị vương tử quần thần anh kiệt hào quý, trong nước có muôn dân cùng tu huệ thí, tu phước thọ trai, kiên trì cấm giới, đây gọi là vua có công đức viên mãn. Quả báo viên mãn là thọ dụng quả báo tịnh nghiệp đời trước. Sĩ dụng viên mãn là thọ dụng quả khả ái ở hiện pháp,
Công đức viên mãn là thọ dụng quả báo tịnh nghiệp viên mãn ở tương lai. Hoặc có quốc vương đều không đầy đủ ba chủng viên mãn gọi là bậc hạ. Hoặc có quốc vương thành tựu hoặc quả báo viên mãn hoặc sĩ dụng viên mãn hoặc hai chủng viên mãn gọi là bậc trung. Và có quốc vương thành tựu đầy đủ cả ba viên mãn, không viên mãn nào mà không đầy đủ gọi là bậc thượng. Lại có ba loại thần, một có trung tín, không kỹ năng, không trí huệ gọi là bậc hạ. Hai có trung tín, có kỹ năng, không trí huệ gọi là bậc trung. Ba có đầy đủ trung tín, kỹ năng, trí huệ gọi là bậc thượng. Nếu không trung tín, không tài năng, cũng không trí huệ, thì loại thần này thuộc hạ của bậc hạ. Lại có bốn loại lời, một phi ái mà tợ như ái, hai ái mà tợ như phi ái, ba phi ái tợ như phi ái, bốn ái tợ như ái. Hoặc có lời nói câu từ lành thiện thuần khéo nhưng chẳng hợp lẽ gọi là lời thứ nhất. Hoặc có lời nói câu từ mạnh mẽ đối nghịch nhưng hợp lẽ gọi là lời thứ hai. Hoặc có lời nói câu từ đối nghịch mạnh mẽ nhưng chẳng hợp lẽ gọi là lời thứ ba. Hoặc có lời nói câu từ lành thiện thuần khéo cũng hợp lẽ gọi là lời thứ tư. Nếu có người tuyên nói lời phi ái tợ như phi ái mà tợ như ái gọi là bậc hạ. Nếu có người tuyên nói lời ái mà tợ như phi ái gọi là bậc trung. Nếu có người nói lời ái tợ như ái gọi là bậc thượng. Lại có ba loại người thọ các dục. Một hoặc có người thọ dục phi pháp thổ thiển tích góp tài bảo không thể an lạc tránh dưỡng thân mạng. Cùng với vợ con nói rộng cho đến không theo các sa môn bà la môn mà tu tập sanh trưởng phước điền gọi là bậc hạ. Hai hoặc có người thọ dục như pháp hoặc phi pháp thổ thiển hoặc không tích góp tài bảo năng khiến an lạc tránh dưỡng thân mình vợ con quyến thuộc cùng với bạn hữu không theo các sa môn bà la môn mà tu tập sanh trưởng phước điền gọi là bậc trung. Ba hoặc có người thọ dục một hướng như pháp và không thổ thiển tích tập tài bảo năng đem an lạc tránh dưỡng thân mình cho đến năng theo các sa môn bà la môn mà tu tập sanh trưởng phước điền gọi là bậc thượng. Lại có ba loại người, một người tham nhiễm mà ăn ái trước tham lam cho đến chìm đắm say mê mà ăn không thấy lỗi lầm tai họa không biết ra khỏi xa lìa gọi là bậc hạ. Hai có người cân nhắc mà ăn không nhiễm không trước cũng không tham lam không muốn nuốt mê muội, không trụ say đắm bền chắc mà ăn, thấy sâu lỗi lầm tai họa, khéo biết ra khỏi xa lìa, nhưng đối với ăn đây chưa biết chừa đạn gọi là bậc trung. Ba có người cân nhắc mà ăn, không sành thạc nhiễm, nói rộng cho đến, thấy sâu lỗi lầm tai họa, khéo biết ra khỏi xa lìa, lại đối với ăn đây đã biết đã đoạn gọi là bậc thượng. Lại nương vật thí mà nói có ba loại người. Một có người thí vật chỉ đủ rượu hương, không đủ rượu mỹ, vị và xúc, gọi là bậc hạ. Hai có người thí vật đủ rượu hương vị mà không rượu xúc, gọi là bậc trung. Ba có người thí vật đầy đủ rượu hương mỹ vị và xúc, gọi là bậc thượng. Lại nương dụng thí mà nói có ba loại người. Một loại người đối với chỗ yêu quý, chỗ có ân mà hành huệ thí gọi là bậc hạ. Hai có người vì ruộng phước nghèo khổ mà hành huệ thí gọi là bậc trung. Ba có người vì ruộng phước đủ công đức tối thắng mà hành huệ thí gọi là bậc thượng. Lại có thí sai khác, một thí vì yêu thương gọi là bậc hạ, hai thí vì có ân gọi là bậc trung, ba thí vì nghèo khổ ruộng phước đủ đức thù thắng gọi là bậc thượng. Lại nương tâm thí có ba loại người. Một có người sắp muốn huệ thí tâm hoàn hỷ. Khi đang huệ thí tâm không thanh tịnh, huệ thí rồi, sau suy nghĩ hối hận, đây gọi là bậc hạ. Hai có người trước tâm hoàn hỷ, khi thí tâm tịnh, thí rồi hối hận, đây gọi là bậc trung. Ba có người trước tâm hoàn hỷ, khi thí tâm tịnh, thí rồi không hối hận, đây gọi là bậc thượng. Lại ở nơi sự nghiệp phước, thọ trì giới mà kiến lập ba loại người. Một có người chỉ lìa một phần, chẳng phải ở tất cả thời thường năng xa lìa. Chỉ tự mình xa lìa, không khuyến khích người xa lìa, cũng không khen ngợi tán thán, thấy người đồng pháp tâm không hoàn hỷ, đây gọi là bậc hạ. Hai có người tất cả phần, tất cả thời đều xa lìa, chỉ tự mình xa lìa, không khuyến khích người xa lìa, cũng không khen ngợi tán thán, thấy người đồng pháp tâm không hoàn hỷ, đây gọi là bậc trung. Ba có người hoàn thiện tất cả những điều trên, gọi là bậc thượng. Lại ở nơi sự vui thích thọ trì cấm giới mà kiến lập ba loại người. Một có người trụ pháp ác thuyết tỳ nại gia
mà thọ trì cấm giới gọi là bậc hạ. Hai, có người trụ phát thiện thuyết tỷ nại gia, thọ trì cấm giới nhưng có khuyết lậu gọi là bậc trung. Ba, có người trụ nơi thiện thuyết tỷ nại gia, thọ trì cấm giới không khuyết lậu gọi là bậc thượng. Lại ở nơi tâm thọ trì cấm giới mà kiến lập ba loại người. Một, có người vì mạng sống nên thọ trì cấm giới gọi là bậc hạ. Hai, có người vì sanh thiên nên thọ trì cấm giới gọi là bậc trung. Ba, có người vì niết bàn nên thọ trì cấm giới gọi là bậc thượng. Lại ở nơi thọ trì biệt giải thoát luật nghi mà nói có ba loại người. Một, có người chỉ năng thọ trì luật nghi cận trụ gọi là bậc hạ. Hai, có người cũng năng thọ trì luật nghi cận sự gọi là bậc trung. Ba, có người cũng năng thọ trì luật nghi bí xô gọi là bậc thượng. Lại ở nơi thọ trì luật nghi bí xô mà kiến lập ba loại người. Một, có người chỉ năng thành tựu thọ trì cụ túc, không thọ các trì học xứ tùy pháp, cũng không thọ trì tùy hộ tầm người khác, cũng không thọ trì tùy hộ các học xứ đã thọ gọi là bậc hạ. Hai, có người thành tựu ba trì trước, không thọ trì sau cùng gọi là bậc trung. Ba, có người thành tựu đầy đủ bốn trì gọi là bậc thượng. Lại có ba loại người. Một, có người chỉ thành tựu biệt giải thoát luật nghi gọi là bậc hạ. Hai, có người thành tựu tịnh lự biệt giải thoát luật nghi gọi là bậc trung. Ba, có người thành tựu ba chủng tịnh lự vô lậu biệt giải thoát luật nghi gọi là bậc thượng. Lại có ba loại người. Một, có người ở nơi luật nghi cấm giới chỉ năng thầu nhiếp lãnh thọ, chẳng phải luật nghi, chẳng phải bất luật nghi gọi là bậc hạ. Hai, có người năng nhiếp thọ thành tựu luật nghi cấm giới tương ưng thanh văn gọi là bậc trung. Ba, có người năng nhiếp thọ thành tựu luật nghi cấm giới tương ưng bồ đề tát đà gọi là bậc thượng. Lại nương tu tập phương tiện tư duy mà kiến lập ba loại người. Một, có người do được sức khích lệ mà nhậm vận tư duy gọi là bậc hạ. Hai, có người nhậm vận có gián đoạn, giả sử có gián đoạn thì phải dụng công mới năng chuyển vận gọi là bậc trung. Ba, có người đã thành tựu nhậm vận tư duy gọi là bậc thượng. Lại nương tu tập đắc sai biệt mà kiến lập ba loại người. Một, có người nội tâm định Samatha, chưa đắc pháp tăng thượng tuệ tỳ bát xá na gọi là bậc hạ. Hai, có người đã đắc pháp tăng thượng tuệ tỳ bát xá na, chưa đắc nội tâm định Samatha gọi là bậc trung. Ba, có người đều đắc cả hai chủng gọi là bậc thượng. Lại có ba loại người. Một, có người đã đắc có tầm có tứ tà ma địa gọi là bậc hạ. Hai, có người đã đắc không tầm chỉ có tứ tà ma địa gọi là bậc trung. Ba, có người đã đắc không tầm không tứ tà ma địa gọi là bậc thượng. Lại nương tu sai biệt trụ mà kiến lập ba loại người. Một, có người trụ tịnh lự nhiễm ô gọi là bậc hạ. Hai, có người trụ tịnh lự thanh tịnh thế gian gọi là bậc trung. Ba, có người trụ tịnh lự vô lậu gọi là bậc thượng. Lại nữa, có 10 chủng, chúng hữu tình ở nơi 10 chủng pháp mà ái lạc hỷ duyệt. Những gì là 10 pháp? Một, thọ, hai, sắc, ba, tài, bốn, bạn, năm, giới, sáu, văn, bảy, phạm hạnh, tám, tuệ, chín, pháp, 10 sanh thiền. Những gì gọi là 10 chúng hữu tình? Một, bằng sanh, hai, thiếu nữ, ba, người thọ dụng dục, bốn, người cầu việc làm, năm, người xuất gia, sáu, người lấy đa văn làm mạng, bảy, người chứng nhập, 8 người tầm tư, 9 người cần khổ, 10 người bỏ thân. Lại nữa, người lắng nghe chánh pháp được có 6 chủng lỗi lầm do phiền não. 1. Lỗi lầm do kiêu mạn. 2. Lỗi lầm không do không vui muốn. 3. Lỗi lầm do bất tín. 4. Lỗi lầm do thân tâm tổn não. 5. Lỗi lầm do tán loạn. 6. Lỗi lầm do mê hoặc. Do hết thảy lỗi lầm đây nên không thể cùng kính ân trọng nghe pháp. Như kinh đã nói rộng, lỗi lầm do phiền não tán loạn lại có 2 chủng. Một, khi thuyết tán loạn, hai, thuyết xong rồi mới tán loạn, mê hoặc tức là điên đảo. Lại nữa, có ba chủng pháp nghiệp phiền não. Một, tương ưng pháp. Hai, thân cận sanh pháp. Ba, tăng thượng pháp. Vì dẫn phiền não khác khiến phát khởi. Lại nữa, được có 6 chủng pháp phi ái. Một, oán địch. Hai, bệnh tật. Ba, cảnh không khả ái. Bốn, các khổ như sanh. 5. Khổ cay đắng vất vả. 6. Không thường xuyên tu tập thiện. Ở nơi 4 chủng trước cần phải xa lìa, ở nơi 2 chủng sau cần phải tu tập. Lại nữa, lược có 5 chủng thọ dụng các dục. 1. Lãnh nạp thọ dụng. 2. Nhiếp hỉ thọ dụng. 3. Tầm tư thọ dụng. 4. Tham thọ dụng kia. 5. Tự nhiếp thọ dụng. Lại nữa, lược có 8 tướng lỗi lầm của dục.
Một, tướng ít mùi vị, nhiều khổ não, nhiều họa hoạn. Hai, tướng nhân duyên phát sanh khổ, do bị người khác bức bách. Ba, tướng nhân duyên vượt trội, khiến tập nhiễm thọ dụng. Bốn, tướng nhân duyên phát sanh khổ, do đạo các đường ác. Năm, tướng nhân duyên phát sanh khổ, do tầm tư nhiễu loạn. Sáu, tướng nhân duyên phát sanh khổ, do thọ dụng bị hoại diệt. Bảy, tướng nhân duyên vượt trội, khiến phát sanh khổ, do thần tàn hoại. Tám, tướng nhân duyên vượt trội, năng chứng thiện pháp. Lại nữa, nhân duyên của các dục được có sáu chủng biến họa. Một, do người bức bách khiến biến họa. Hai, do các giới chống trái nhau khiến biến họa. Ba, do những điều hữu tình yêu thích biến họa. Bốn, do thần biến họa. Năm, do tâm biến họa. Sáu, do vô thường biến họa. Lại nữa, các dục do năm chủng pháp tương tự nên được gọi là rừng rậm. Một, do pháp tương tự nhiều nhóm. Hai, do pháp tương tự tạp uế. Ba, do pháp tương tự nuôi dưỡng chúng sanh. Bốn, do pháp tương tự ẩn giấu. Năm, do pháp tương tự hiểm nạn. Ta đã lược thuyết quyết trạch, có tầm, có tứ địa, không tầm chỉ có tứ địa, không tầm không tứ địa, văn quyết trạch còn lại, không hiển nói thêm.